Trên thế giới, ông Mike Pence từ chối ủng hộ sếp cũ. Ông Putin nói Ukraine sẽ bị trừng phạt. Thủ tướng Israel bác đề xuất ngừng bắn, chuẩn bị tiến quân vào Rafah. Bệnh hiếm gặp lây lan mạnh, Nhật Bản vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhà sáng lập sàn giao dịch FTX đối diện với 40-50 năm tù giam. Tại Việt Nam, kết luận tài xế có chất cấm trong vụ xe bán tải tông người và bỏ chạy. Tại Sài Gòn, Ngân hàng Nhà nước đề xuất hạn chế dùng tiền mặt mua bán vàng. Đề nghị cấp bằng lái cho người điều khiển xe máy điện. Đăng ký từ 4 SIM điện thoại sẽ bị kiểm tra. Đường sắt mở bán vé dịp 30 tháng 4, khách bay chuyển mua tour ngoại. Quy Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 16 tháng 3 trên kênh YouTube quen thuộc Khỏe Tự Nhiên và luôn cầu chúc quý vị được mọi sự an lành và cuối tuần vui vẻ. Mở đầu như thường lệ là tin thế giới với câu chuyện về cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã từ chối ủng hộ sếp cũ, thưa quý vị. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 3, ông Mike Pence đã nói không ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử, cho rằng cựu Tổng thống đang đi ngược đường lối họ từng theo đuổi. Mặc dù vậy, ông Mike Pence khẳng định mình tự hào về những thành tựu từng đạt được khi cùng điều hành chính phủ với ông Trump, nhấn mạnh họ đã giúp nước Mỹ trở nên thịnh vượng và an toàn hơn. Một số kênh truyền thông Mỹ gọi tuyên bố của ông Pence là vụ nổ và gây sửng sốt. Cũng liên quan tới ông Trump thì vào ngày 15 tháng 3, thẩm phán John Merchant đã ra phán quyết lùi ngày xét xử vụ án xoay quanh cáo buộc ông Trump chi tiền cho sao nữ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Lẽ ra phiên tòa đầu tiên của vụ này sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 tới. Tuy nhiên, ông Merchant đã cho hoãn ngày bắt đầu xét xử xuống sớm nhất là trong tháng 4 mà không nêu một ngày cụ thể. Thay vào đó, ông này sẽ mở một phiên tòa điều trần vào ngày 25 tháng 3 và cân nhắc sẽ ấn định ngày xét xử sau buổi này. Dù chưa biết vụ án này sẽ bị hoãn xử đến khi nào, song đây vẫn được xem là chiến thắng về mặt pháp lý với ông Trump khi ông đang tìm cách trì hoãn ngày xử các vụ án chống lại mình sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào đầu tháng 11. Tiếp theo, ông Putin nói Ukraine sẽ bị trừng phạt. Thưa quý vị, cũng vào ngày 15 tháng 3 thì trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Putin cáo buộc Ukraine tấn công nhiều khu vực tại nước này để gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống, tuyên bố sẽ trả đũa hành động này. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn là vô nghĩa bởi họ thất bại ở mọi mũi tiến công. Các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, binh sĩ đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% xe tăng thiết giáp trong nỗ lực này. Ông cho hay, những vụ tấn công này sẽ bị trừng phạt, người dân Nga sẽ ngày càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích. Theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ buộc Moscow phân tán lực lượng để đối phó và khiến cho an ninh biên giới của Nga bị suy yếu. Tuy nhiên, một số vị nhận định rằng những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp cho công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền. Thủ tướng Israel bác đề xuất ngừng bắn, chuẩn bị tiến quân vào Rafah. Giới chức Israel vào ngày 15 tháng 3 thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch của quân đội nhằm tiến quân vào thành phố Rafah ở phía nam của dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng nước này cho hay, quân đội đang chuẩn bị cho chiến dịch cũng như hoạt động sơ tán dân thường, nhưng họ không tiết lộ thời điểm phát động kế hoạch. Ông Netanyahu cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn, trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine do Hamas đề xuất, chỉ trích những điều khoản do nhóm vũ trang đưa ra vẫn còn quá vô lý. Ông cũng thông báo sẽ cử phái đoàn đến Qatar để tiếp tục đàm phán hòa bình sau khi nội các an ninh thảo luận về quan điểm và vị thế của Israel. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia bày tỏ phản đối chiến dịch tiến công này. Trung Quốc vào ngày 13 tháng 3 kêu gọi Israel dừng chiến dịch ở Rafah sớm nhất có thể, cảnh báo thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nếu giao tranh tiếp diễn. Tại Nhật Bản, bệnh hiếm gặp lây lan mạnh chưa tìm ra nguyên nhân. Theo tường thuật của báo The Guardian vào ngày 15 tháng 3, các cơ quan y tế của Nhật Bản đang quan ngại về sự gia tăng số ca mắc hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn STSS. Căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 30% tại nước này. Số liệu tạm thời do Bệnh truyền nhiễm quốc gia của Nhật Bản công bố cho thấy có 941 ca bệnh này được ghi nhận vào năm 2023.
Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2024 thì có 378 trường hợp đã được báo cáo hiện diện ở 45 trên 47 tỉnh của nước này. Tổng số ca mắc bệnh trong năm nay dự kiến sẽ vượt qua con số kỷ lục của năm ngoái. Hầu hết các trường hợp STSS là do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra. Vi khuẩn này có thể gây đau họng, chủ yếu là ở trẻ em. Nhiều người nhiễm không hay biết và không phát bệnh. Song trong một số trường hợp thì loại vi khuẩn rất dễ lây lan này có thể gây bệnh nghiêm trọng, khiến cho biến chứng sức khỏe và dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở người trên 30 tuổi. Bệnh viện truyền nhiễm quốc gia cho biết vẫn còn nhiều yếu tố chưa biết liên quan đến cơ chế đằng sau các dạng liên cầu khuẩn nghiêm trọng và bất thường và chúng tôi đến nay vẫn chưa thể giải thích được. Ông Ken Kikuchi, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo cho biết ông rất lo ngại về sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân STSS trong năm nay. Chuyên gia này tin rằng việc tái phân loại COVID-19 là nguyên nhân quan trọng nhất đằng sau. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến nghị người dân nên thực hiện các biện pháp về vệ sinh cơ bản. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến nghị người dân nên thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản giống như thời kỳ COVID-19 để đề phòng lây nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A. Nhà sáng lập sàn giao dịch FTX đối diện từ 40 đến 50 năm tù giam. Thưa quý vị, các công tố viên tại Mỹ vào ngày 15 tháng 3 đề xuất mức án này đối với nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Sam Bankman-Fried vì đã đánh cắp 8 tỷ đô la Mỹ từ khách hàng. Trước đó vào hồi tháng 11 năm 2023, bồi thẩm đoàn tại New York kết tội người đàn ông này đã lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư. Theo Reuters, các công tố viên nói rằng hàng ngàn người mỗi ngày, trong đó có những người ở vùng chiến sự và các quốc gia bất ổn đã tín nhiệm đầu tư vào FTX. Đây là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số từng có lúc lớn thứ hai thế giới, sụp đổ do phá sản vào hồi năm 2022. Dự kiến, ông Bankman-Fried sẽ bị tuyên án vào ngày 28 tháng 3 tại Tòa án Liên bang ở Manhattan và bị cáo sẽ kháng án. Trước khi bị bắt, ông này đã là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi năm 2022, ông đã đóng góp 40 triệu đô la Mỹ cho các ứng viên dân chủ. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số thông tin đáng chú ý tại Việt Nam. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tài xế xe bán tải tông hàng loạt người và xe trên đường Trương Định, Giải Phóng, Nguyễn Xiển vào chiều ngày hôm qua ngày 15 tháng 3 ở thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã xác định tài xế không có nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy. Tài xế này sinh năm 1987 ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và lúc hơn 14 giờ cùng ngày, xe bán tải đã dừng đỗ sai quy định trên phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Khi bị yêu cầu kiểm tra, tài xế đã lái xe bỏ chạy. Bị xe chuyên dụng của cảnh sát chắn ngang đường, nhưng xe bán tải lách lên vỉa hè và chạy trốn ra đường Giải Phóng, rẽ vào Linh Đàm rồi vòng ra đường Nguyễn Xiển, lên vành đai 3 trên cao hướng đi cao tốc Pháp Vân. Trong khi bỏ chạy thì xe đâm vào một xe máy, sau đó đã tăng ga ủ xe này khoảng 150m trên đường Nguyễn Xiển. Trên vành đai 3, xe tiếp tục va chạm với ô tô tải. Một số người đi xe máy đuổi theo nhiều km và đã chặn giữ tài xế ở vành đai 3 trên cao. Trong xe lúc này thì ngoài nam tài xế còn có một người phụ nữ. Hiện cảnh sát đang tạm giữ tài xế này. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến chính sách và quy định, thưa quý vị. Mới đây, khi đóng góp ý kiến sửa quy định quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước tại Sài Gòn đã kiến nghị hạn chế mua bán vàng miếng bằng tiền mặt, phòng rủi ro phát sinh và chống rửa tiền. Chi nhánh này cũng đã đề xuất cơ chế quản lý phù hợp, tránh độc quyền, lợi ích nhóm với các doanh nghiệp tự niêm yết giá. Theo chi nhánh, hiện vàng vẫn là loại hàng đặc biệt có quan hệ trực tiếp đến ngoại tệ và tiền đồng. Về vấn đề này, độc giả có nickname Nguyễn Tuấn Anh 22081978 viết rằng việc mua vàng bằng tiền mặt hay không đâu làm thay đổi bản chất cung cầu của thị trường mà gây rủi ro cho nhà kinh doanh vàng. Họ mua vào và bán ra đã ăn chênh lệch giá rồi. Nếu sợ rửa tiền thì đã có quy định mua vàng trên 300 triệu phải kê khai. Đâu phải người dân nào cũng có thẻ thanh toán mà giao dịch qua ngân hàng. Vâng, và quý vị có suy nghĩ gì về đề xuất này? Hãy để lại ý kiến ở phía bên dưới phần bình luận quý vị nhé! Đề nghị cấp bằng lái cho người điều khiển xe máy điện. Về dự luật an toàn giao thông đường bộ vào ngày 15 tháng 3, ông Khuất Việt Hùng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị bổ sung quy định cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy điện và xe dưới 50cc. Theo ông Hùng, quy định này cần áp dụng cho cả trẻ em từ 16 đến 18 tuổi. Cụ thể, người dưới 18 tuổi muốn điều khiển phương tiện dưới 50cc và xe máy điện thì cần phải sát hạch như giấy phép lái xe A1 tại trung tâm sát hạch. Năm 2023, gần 1.000 trẻ dưới 18 tuổi thiệt mạng và có 1.300 trẻ bị thương do tai nạn giao thông.
80% nạn nhân độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi và tự điều khiển phương tiện gây tai nạn. Đăng ký từ 4 SIM điện thoại sẽ bị kiểm tra. Thưa quý vị, trong văn bản gửi các nhà mạng vào ngày 15 tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng đến trước ngày 15 tháng 4 hoàn thành việc kiểm tra khách hàng cá nhân và tổ chức đăng ký từ 4 đến 9 SIM, xác thực họ đang sử dụng không. Trường hợp số thuê bao được sử dụng cho hành vi vi phạm, người đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông trên thị trường. Trước đó, từ tháng 5 năm 2023, kiểm tra cá nhân tổ chức đăng ký 10 SIM trở lên ghi nhận có 8,6 triệu thuê bao vi phạm. Trong đó, tính đến tháng 9 năm 2023, 3,6 triệu SIM đã được đăng ký lại. Số còn lại bị khóa 1 chiều, 2 chiều hoặc là thu hồi. Theo quy định, người dùng có thể đăng ký 3 SIM với mỗi nhà mạng. Từ số thuê bao thứ tư phải có giao kết hợp đồng theo mẫu, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo số thuê bao đó được sử dụng theo quy định. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với một số tin vắn đáng chú ý khác. Mới đây, công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đã bắt đầu mở bán vé các đoàn tàu trong dịp từ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, gồm các tuyến từ Sài Gòn đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phan Thiết. Hiện công ty vẫn áp dụng các chương trình giảm giá cho các nhóm chính sách xã hội. Ngoài ra, người từ 60 tuổi trở lên sẽ được giảm 15%, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí, từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25%, đặc biệt giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua lẻ và giảm 7% cho đoàn từ 20 người trở lên. Đối với ngành hàng không thì giá vé máy bay dịp 30 tháng 4 tăng chóng mặt tới 40%, khiến cho nhiều khách chuyển sang đi chơi gần hoặc là mua tour ngoại. Giám đốc công ty du lịch Tín Việt tại thành phố Thủ Đức cho biết, lượng khách đặt tour bằng đường hàng không dịp 30 tháng 4 của công ty giảm 50% so với năm ngoái. CEO HSA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho hay, công ty chủ yếu bán hai loại dịch vụ là tour chọn gói và combo, gồm có vé bay và phòng. Số khách mua tour hoặc là combo năm nay giảm từ 40 đến 50%. Thay vào đó, lượng khách mua tour quốc tế hoặc đặt phòng ở những nơi có thể di chuyển bằng ô tô tăng tới 30%. Theo ông Đạt thì 30 tháng 4 là dịp nghỉ của riêng Việt Nam nên giá tour đi nước ngoài không bị ảnh hưởng. Tại miền Bắc, lượng khách đặt phòng tăng mạnh ở Cát Bà, Quảng Ninh, Sầm Sơn, Sapa, Vân Đồn. Ở miền Nam thì Mũi Né và Vũng Tàu là những điểm đến được hỏi đặt phòng nhiều nhất. Tuy nhiên ở Nha Trang hay là Vũng Tàu thì khách Trung Quốc chưa đến nên lượng phòng vẫn còn nhiều. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.